Trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Cảnh sát Bộ Công an, đã bị bắt tạm giam trong cuộc điều tra liên quan đến đường dây xuyên quốc gia với số tiền lên tới hàng ngàn tỷ đồng, Bộ Công an Việt Nam cho biết hôm 6 tháng 4. Ông Vĩnh bị cáo buộc phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ dựa trên Điều 281 Bộ Luật Hình sự, theo một thông báo đăng trên Cổng Thông tin Điện tử của Bộ Công an Việt Nam. Thông báo này cho biết ông sẽ bị tạm giam trong thời gian 4 tháng. Ông Vĩnh là quan chức cảnh sát cấp cao thứ nhì bị giam giữ trong chưa đầy một tháng vì bị tình nghi có liên quan đến đường dây đánh bạc xuyên quốc gia trong bối cảnh đang có một chiến dịch chống tham nhũng quy mô tại Việt Nam. Quan chức cảnh sát cấp cao bị bắt trước ông Vĩnh là cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, nguyên cục trưởng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao. Ông Hóa bị bắt hôm 11 tháng 3 để điều tra về tội tổ chức đánh bạc. Cho tới nay đã có 80 người bị khởi tố liên quan đến đường dây đánh bạc ngàn tỷ đồng này. Ông Vĩnh từng được ca tụng về những thành quả lớn trong việc phá vỡ các băng nhóm tội phạm và nhờ thành tích đó đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Ông được nói là đã lãnh đạo và phối hợp với các cơ quan thẩm quyền của Đức, Mỹ, Canada, Cộng hòa Czech trong việc truy lùng ông Trịnh Xuân Thanh theo lệnh truy nã quốc tế. Lý do bắt Tổng cục trưởng Cảnh sát Phan Văn Vĩnh, theo tin đồn rằng ông Phan Văn Vĩnh là bố nuôi của Phan Văn Anh Vũ, một người thân cận của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, hay việc Tổng cục trưởng Cảnh sát Phan Văn Vĩnh là người trực tiếp đứng ra tổ chức cho Phan Văn Anh Vũ bỏ trốn là một nguồn tin cần được kiểm chứng. Nhưng theo nguồn tin từ nội bộ của Bộ Công an cũng như theo các nhà phân tích thì việc bắt Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh là vì ông Nguyễn Phú Trọng có thể nắm được những hoạt động mờ ám của Nguyễn Tấn Dũng và Trần Đại Quang, vì Trung tướng Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh nguyên là Giám đốc Công an Nam Định, là đàn em thân tín thuộc phe cánh của nguyên Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang trước kia. Ngày 8 tháng 4 năm 2011, Thủ tướng đương nhiệm Nguyễn Tấn Dũng đã ủy quyền cho Trần Đại Quang bổ nhiệm quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho Thiếu tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Giám đốc Công an Nam Định. Vào năm 2016, dưới trướng của Phan Văn Vĩnh có đến 11 tổng cục phó. Đó là các ông Đỗ Kim Tuyến, Đồng Đại Lộc, Nguyễn Văn Ba, Nguyễn Huy Đức, Nguyễn Công Sơn, Trần Trọng Lượng, Trần Văn Vệ, Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Phong Hòa, Lê Tấn Thảo và Nguyễn Duy Ngọc. Sau đó 4 tháng, ngày 2 tháng 8 năm 2011, trước Quốc hội, Nguyễn Tấn Dũng đã đề cử Trần Đại Quang làm Bộ trưởng Bộ Công an cùng với Phan Văn Vĩnh và Trần Đại Quang và nhiều đàn em công an khác được thăng tướng theo từng đợt, cho thấy Nguyễn Tấn Dũng xây dựng chủ quyền của mình tuyệt đối trong Bộ Công an. Với nhiệm vụ quản lý và điều hành về công tác phòng chống tội phạm trong và ngoài nước, Phan Văn Vĩnh đã nắm rõ hầu hết những hoạt động phi pháp của các đồng chí phe ta lẫn phe địch trong những dịch vụ làm ăn trái phép của các quan tham, giữa các quan tham và đại gia. Trần Đại Quang và Phan Văn Vĩnh là người cùng quê quán Nam Định và quyết định tất cả các vụ án cho đến nhân sự, cộng với hai đàn em là Viện Phó Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Bùi Mạnh Cường và Trần Công Phàn, phụ trách án hình sự cũng là người Nam Định. Thì mọi quy trình khởi tố điều tra đến xét xử kết tội hay không được khởi tố điều tra xét xử kết tội nằm trong tay của Trần Đại Quang. Sau Đại hội Đảng 12, Nguyễn Tấn Dũng đã bị đá văng ra khỏi hệ thống quyền lực. Trong bối cảnh thương lượng chính trị và cán cân lực lượng giữa các phe phái còn tương đối ngang ngửa, thì vào thời điểm đó, Đình La Thăng và Trần Đại Quang được lọt vào trong Bộ Chính trị và Trần Đại Quang được ngồi vào một chiếc ghế hữu danh vô thực, Chủ tịch nước. Đến nay, số phận của Đình La Thăng tương đối đã được định rõ. Đình La Thăng đã bị đá văng ra khỏi Bộ Chính trị, mất ghế Bí thư Thành phố Hồ Chí Minh, bị còng tay ra tòa trở thành bị cáo với một mức án đề nghị là 15 năm tù giam. Đối với Trần Đại Quang, vào ngày 17 tháng 8 năm 2016, đàn em thân tín của Nguyễn Phú Trọng là Phạm Minh Chính, trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã ký văn bản số 13 thông báo Trung ương để thông báo kết luận của Ban Bí thư về xác định tuổi của đảng viên, để đặt vấn đề cán bộ đảng viên khai lại tuổi và quyết định không xem xét tuổi mà đảng viên đã điều chỉnh, nhưng sẽ dựa vào tuổi của đảng viên đã khai trong hồ sơ gốc lý lịch đảng viên ghi vào đảng. Người ta cho rằng viên đạn 13 thông báo Trung ương đã đi hướng về Trần Đại Quang là người đã sửa đổi năm sinh cho trẻ hơn đến 6 tuổi. Dưới những làn đạn bắn ra từ phe Nguyễn Phú Trọng,
Trần Đại Quang đã mất tích kể từ ngày 25 tháng 7 sau khi gặp gỡ Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Nikolai Pachusev. Hơn một tháng sau, ngày 28 tháng 8, ông Trần Đại Quang mới xuất hiện trở lại trong bản tin tiếp đại sứ Cuba tại Việt Nam là ông Herminio Lopez vừa kết thúc nhiệm kỳ. Còn về phần Phan Văn Vĩnh, trước các tình hình phe địch siết chặt vòng vây để tìm cách gỡ gạc và bắn tín hiệu muốn ngả về phe Nguyễn Phú Trọng, ngày 19 tháng 10 năm 2016, bên lề hội thảo quốc tế về công tác truy nã tội phạm, Phan Văn Vĩnh đã từng tuyên bố, khẳng định việc truy tìm Trịnh Xuân Thanh sẽ gặp những khó khăn nhất định nhưng công an sẽ bằng mọi cách để tìm ra. Tuy nhiên đã quá muộn, ngày 20 tháng 4 năm 2017, các báo lề đảng đưa tin Bộ trưởng Công an Tô Lâm thi hành quyết định số 515 quyết định Thủ tướng của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và giao quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát cho Trung tướng Trần Văn Vệ. Không một bản tường trình nào nhắc đến tên kẻ vừa rời khỏi chức vụ Trung tướng Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh, người hùng chống tội phạm ngày nào được truyền thông lề đảng cho lên mây, đã bị đá văng ra khỏi ghế không kèn không trống. Trước đó, nguyên cả năm 2017 không có một bản tin chính thức nào của lề đảng đưa tin hoạt động của đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát này, người đã bị Tổng Bí thư xếp vào dạng phe địch, ngoài trừ sự kiện đăng đàn gỡ gạc qua chuyện bắt Trịnh Xuân Thanh. Ngay sau khi hạ bệ được Trần Đại Quang, loại trừ được Phan Văn Vĩnh, vào ngày 21 tháng 9 năm 2017, ông Nguyễn Phú Trọng lần đầu tiên trong lịch sử đã nhảy tót vào ngồi trong ghế Đảng ủy Công an Trung ương và trở thành một công an đứng trên đầu Tô Lâm và nắm đầu Bộ Công an. Ngày 12 tháng 1 năm 2018, blogger Lê Nguyễn Hương Trà thông tin trên Facebook cá nhân của mình là Phan Văn Vĩnh, Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng, Tổng cục Cảnh sát đã bị bắt vào chiều ngày 11 tháng 1 năm 2018 sau khi đã bị khám xét văn phòng trước đó gần một tháng trước. Thông tin cựu Tổng cục trưởng, Tổng cục Cảnh sát bị bắt trở thành tin nóng trên mạng. Chỉ trong vòng vài giờ, pháp luật online đã đăng bài không có chuyện đã bắt Trung tướng Phan Văn Vĩnh. Theo đó, Thiếu tướng Lương Tam Quan, Chánh văn phòng Bộ Công an khẳng định hiện nay chưa có thông tin gì về việc khởi tố này. Đây là một thông tin không có căn cứ, cơ sở gì. Một lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát còn cho biết thêm thông tin này là tin đồn, không có căn cứ. Nhận định về việc này, chúng ta có thể thấy Lê Nguyễn Hương Trà là một facebooker nổi tiếng đã từng bị bắt vào tháng 10 năm 2010 vì đã cho là đã viết bài trên blog có nội dung sai sự thật gây ảnh hưởng đến uy tín và danh dự của một số cá nhân và cơ quan nhà nước. Vào tháng 4 năm 2011, khi cho rằng hành vi phạm tội của Lê Nguyễn Hương Trà thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, chỉ cần giáo dục răn đe, có nhân thân tốt và nơi cư trú rõ ràng, nên Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã đình chỉ vụ án của bà này. Với vị trí của mình và những am hiểu về chế độ, xác suất bà Lê Nguyễn Hương Trà bịa tin động trời đó về một trung tướng công an bị bắt là rất thấp. Từ đâu Lê Nguyễn Hương Trà có được tin này, đó là chuyện riêng của một blogger độc lập. Còn về những tuyên bố của hai lãnh đạo công an về việc bác bỏ tin đồn này thì khẳng định của Thiếu tướng Trương Lương Tam Quan, hiện chưa có thông tin gì về việc khởi tố này không đồng nghĩa với việc khẳng định Phan Văn Vĩnh không bị bắt. Bị bắt nhưng chưa có thông tin hay ông Lương Tam Quan không nhận được thông tin thì sao? 2. Đây là thông tin không có căn cứ, cơ sở gì? Hoặc thông tin này là tin đồn không có căn cứ? Đúng, vì nó đến từ người dân, không phải thông tin chính thức của giới chức thẩm quyền. Nhưng giải thích của hai chùm công an nói trên chỉ đủ để xét lại giá trị của nguồn tin chứ không phải là bằng chứng để xác, để bác bỏ nguồn tin hay để chứng minh 100% Phan Văn Vĩnh không bị bắt. Cho khẳng định chưa có thông tin cũng không là mới. Chúng ta còn nhớ Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng đã khẳng định vụ Trịnh Xuân Thanh đầu thú là không biết về thông tin này. Do đó, xác suất cao là Phan Văn Vĩnh đã bị bắt, hai lãnh đạo công an phải lên tiếng phủ nhận theo kiểu nửa vời như vậy mà không dám tuyên bố rõ ràng chúng tôi khẳng định Phan Văn Anh Vĩnh không bị bắt là vì bài bản dọn đường cho việc công bố chính thức chưa xong quy trình làm việc giữa cơ quan điều tra A92 và Phan Văn Vĩnh chưa ngã ngũ để có thể quyết định sơ khởi về nội dung, cách dùng ngôn từ, kết luận dành cho bị can bị cáo này sẽ được trình làng ra sao cho hợp với chiến lược chung của chiến dịch.
Việc bắt Phan Văn Vĩnh cũng là bước hợp lý trong tiến trình truy cùng diệt tận phe đồng chí địch của Nguyễn Phú Trọng. Phải bắt Phan Văn Anh Vĩnh để qua điều tra truy tố, Nguyễn Phú Trọng và đàn em mới có thể thực hiện được tiến trình đi từ khủng bố hăm dọa sang chiêu dụ, khoan hồng. Có như thế thì tên cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phan Văn Vĩnh mới chịu khai và làm chứng hết cho những tội phạm của đàn anh Nguyễn Tấn Dũng và Trần Đại Quang mà Phan Văn Vĩnh là những người nắm rõ hơn ai hết. Cũng xin được nhắc lại, gần một tháng trước, Trung tướng Phan Văn Vĩnh đã từng bị khám xét văn phòng, mở đầu cho chiến dịch mà người ta đồn đoán rằng ngành công an sẽ chạm ít nhất là 5 tướng của 2 vụ, trong đó có Rick VIP và Tip Club. Được biết, ông Phan Văn Vĩnh sinh ngày 19 tháng 5 năm 1955 tại thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, cùng quê với ông Đinh La Thăng. Tướng Phan Văn Vĩnh là đại biểu Quốc hội khóa 12, thuộc đoàn đại biểu Nam Định, là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương. Trung tướng Phan Văn Vĩnh đã từng ghi dấu ấn sự nghiệp với vụ án Lê Văn Luyện và vụ bắt giữ Bầu Kiên. Trong quá trình hoạt động, vụ án ghi dấu đậm nhất của tướng Phan Văn Vĩnh là điều tra vụ thảm sát tại Bắc Giang do Lê Văn Luyện thực hiện. Ông Phan Văn Vĩnh là trưởng ban chỉ đạo chuyên án điều tra vụ này. Đồng thời, tướng Phan Văn Vĩnh cũng là trưởng ban chuyên án vụ bắt giữ Bầu Kiên. Trong vụ án này, với tư cách là trưởng ban chuyên án, tướng Phan Văn Vĩnh đã từng khẳng định không chịu bất kỳ sức ép nào trong việc điều tra vụ án. Các sai phạm của Nguyễn Đức Kiên và Lý Xuân Hải đã được điều tra và kết luận sớm, xử lý nghiêm minh theo đúng tinh thần của luật pháp, trên tinh thần mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, sai phạm đến đâu xử lý đến đó, nhưng cũng không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội. Với những thành tích đáng khâm phục và những đóng góp to lớn của ông Phan Văn Vĩnh trong suốt quá trình công tác, ngày 28 tháng 9 năm 2012, Công an tỉnh Nam Định đã công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang bổ nhiệm chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm tham nhũng cho ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Nam Định. Trong vụ này cũng cần phải nhắc đến băng Nam Định, Ninh Bình trong lực lượng công an đang khống chế toàn bộ án ở Việt Nam như thế nào. Ông Trần Đại Quang vốn là dân gốc Nam Định, họ hàng với cựu Thứ trưởng Giáo dục Trần Văn Nhung. Nhìn hai khuôn mặt này rất giống nhau vì họ là con chú, con bác. Nhưng ông bố của Trần Đại Quang sang lấy vợ và ở bên Kim Sơn, Ninh Bình. Tháng 3 năm 2014, khi em trai Trần Đại Quang là Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ rời cơ quan cảnh sát điều tra để trở thành Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên và loại Lê Đình Nhường về Thái Bình, Trần Đại Quang đã đưa Phó Giám đốc Công an Nam Định là Vũ Quang Hưng về C44 là văn phòng điều tra và Hoàng Thọ Mạnh về làm Tư lệnh Phó Cảnh sát Cơ động K20. Việc Trần Đại Quang đưa Đinh Hoàng Dũng, Phó Giám đốc Công an Nam Định về làm Giám đốc Công an Ninh Bình cũng nằm trong ý đồ của Trần Đại Quang. Đưa các Phó Giám đốc Công an Ninh Bình Hoàng Cao Tánh làm Cục trưởng Cục An ninh Xã hội A88 chuyên theo dõi các ông Cố Đạo bên Thiên Chúa Giáo và Phạm Xuân Bình làm Cục trưởng Cục Chính sách Bộ Công an. Điều đó cho thấy Trần Đại Quang đang Bình Định hóa, nói cách khác là Ninh Bình và Nam Định hóa Bộ Công an. Cao nhất có Bộ trưởng, dưới là có các Tổng Cục trưởng Phan Văn Vĩnh, C46 có Nguyễn Đức Thịnh, C44 có Vũ Quang Hưng. Bên Viện Kiểm soát, Trần Đại Quang có Bùi Mạnh Cường là Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Phe Ninh Bình còn có thêm hai nhân vật công an khác là Phạm Văn Khoa với biệt danh là Khoa Béo và Bùi Văn Thành tức Thành Đầu Đinh. Nếu như Khoa Béo được cho là triển chiêu của Tô Lâm, Thứ trưởng và Chí Thành, Tổng cục trưởng An ninh 1, nhưng cũng thường xuyên được Quang cho hầu hạ và mới được bố trí làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên để giữ đất cho Tô Lâm, thì câu chuyện của Thành Đầu Đinh tức Trung tướng Bùi Văn Thành mới là chuyện thú vị. Ai cũng nghĩ sau khi Phạm Quý Ngọ chết, chân thứ trưởng của Phạm Quý Ngọ sẽ thuộc về trung con Nguyễn Đức Trung, Giám đốc Công an Hà Nội khi đó. Trung con tự tin vì mình là con nuôi của Út Anh, tức cựu Bộ trưởng Bộ Công an Lê Hồng Anh, vừa là anh kết nghĩa với Trần Đại Quang. Nhưng một người Ninh Bình là Bùi Văn Thành, tức Thành Đầu Đinh, mới là kẻ cao tay.
Bùi Văn Thành tự tin khoe mình mới là triền chiêu của các loại lãnh đạo Việt Nam. Bùi Văn Thành đã chạy cả Út Anh, cộng thêm với đồng hương đồng khói với Trần Đại Quang, nên Bùi Văn Thành thú thực chỉ hết có 10 triệu đô do Vũ Nhôm bỏ tiền đầu tư cho, để Bùi Quang Thành từ chức Tổng cục Phó Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật TC4 lên thẳng chức Thứ trưởng. Bùi Văn Thành khoe không thiếu tiền bởi Thành là Tổng cục Phó kiêm luôn Giám đốc Gtel và là người cầm tiền mua sắm xây dựng cho cả ngành công an, nên cả Lê Hồng Anh và Trần Đại Quang không thể từ chối. 10 triệu đô của Bùi Quang Thành bỏ ra để mua chức Thứ trưởng là quá rẻ so với cái giá 100 tỷ, khoảng 5 triệu đô cho Trần Giám đốc Công an Hải Phòng, chuẩn bị thay cho Đỗ Hữu Ca. Nhân vật này đã chạy hết 60 tỷ nhưng mới chỉ loại bỏ được đối thủ mà Trần Bá Thiều đưa lên, còn có được hay không thì chưa chắc. Bùi Văn Thành, tức Thành Đầu Đinh, hiểu quá rõ về việc thu hồi vốn sẽ như thế nào. Lê Quý Vương, mặc dù là Thứ trưởng phụ trách cảnh sát, nhưng đã bị Phan Văn Vĩnh cho qua mặt dưới sự bảo kê của Trần Đại Quang. Và Bùi Văn Thành để nhắm tới chân Thứ trưởng phụ trách cảnh sát của Lê Quý Vương. Vì thế, Nguyễn Đức Trung, tức Trung Con, hết cửa Thứ trưởng và quay ra quy hoạch Chủ tịch Hà Nội thay cho Nguyễn Thế Thảo. Nếu như một suất trung ương ủy viên thời Trần Đình Hoan chỉ là 1 hay 2 viên gạch, tức 1 hay 200.000 đô, mỗi 100.000 đô người ta gọi là một viên, thì thời kỳ Hồ Đức Việt để vào được chức ủy viên trung ương người ta phải mất tới 10 viên, tức cỡ khoảng 1 triệu đô. Nay Bùi Văn Thành đầu tư 100 viên liệu có phải là chơi trội hay là tiền mất giá? Ghế lên, giá lên, ghế có giá hay Bùi Văn Thành có điều kiện? Chuyện Thành Đầu Đinh chạy hết 10 triệu đô ở Bộ Công an thì ai cũng biết. Bùi Văn Thành kể công khai và không giấu giếm. Quay trở lại vấn đề băng đảng Công an Nam Định, một cán bộ C48 cho biết băng này có thể bắt được cả nước, kể cả Tổng Bí Thư. Mặc dù vấn đề chống tham nhũng đang rất nghiêm trọng, nhưng cục C48 chỉ được điều tra và khởi tố với 9 tội danh, trong khi đó C44 và C46 điều tra và khởi tố tới 191 tội danh. C48 hầu như chả có việc gì làm, cho nên thưa ông Tổng Lũ, cả chuột không chết và bình nhà ông vẫn còn nguyên. Thông tin thêm về Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Xin nhắc lại, việc phê chuẩn bắt Hà Văn Thắm là do Bùi Mạnh Cường ký trước sự phản đối của nhiều cá nhân khác ở Viện Kiểm sát. Bởi trên, Hoàng Nghĩa Mai đã có cách với Út Anh để điều chỉnh các ủy viên Bộ Chính trị khác. Bùi Mạnh Cường lên như thế nào, chúng như chúng tôi đã từng đề cập ở những phần trước, liên quan đến việc chạy trọt và mua chuộc Viện trưởng Viện Kiểm sát khóa trước Trần Quốc Vượng. Này, xin thông tin thêm về việc vợ Bùi Mạnh Cường là Lại Thị Loan làm việc ở vụ thi đua khen thưởng Viện Kiểm sát Tối cao. Dù chỉ là nhân viên quèn, nhưng Thị Loan đi làm có xe đưa đón như cấp Thứ trưởng. Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cung cấp cho các địa phương 400 xe ô tô con phục vụ cho công tác, nhưng Lại Thị Loan, vợ của Bùi Mạnh Cường, đã thu của mỗi địa phương mỗi xe 25 triệu, địa phương nào không nộp. Thị Loan gọi điện dục nộp, thấy vô lý, nên Viện trưởng Viện Kiểm sát An Giang mới thắc mắc và gọi điện lên hỏi, sự việc mới vỡ lẽ. Nhưng chẳng ai làm gì được Lại Thị Loan. Không ai có thể xử lý số tiền 400 x 25 triệu, khoảng 10 tỷ tham ô đó. Cùng với những thông tin đó thôi, thì đã thấy được về Bùi Mạnh Cường, Viện Phó Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao như thế nào. Và để chúng ta biết rằng tại sao ở Việt Nam có nhiều án oan như thế. Người phụ nữ Việt Nam tự sát tại Đại sứ quán Việt Nam ở Malaysia hôm 3 tháng 4 đã tỏ ra tức giận với người ở bên trong tòa đại sứ trước khi kết liễu đời mình. Một quan chức cảnh sát Kuala Lumpur nói với VOA tiếng Việt sau khi xem qua hình ảnh từ camera an ninh. Trần Thị Mai, 37 tuổi, được cho biết là đã dùng dao mang theo trong túi xách và tự đâm vào ngực mình sau khi đến Đại sứ quán để làm thủ tục xin cấp giấy thông hành về nước. Thanh tra Mod Rizwan Bin Alang của cảnh sát quận Dang Wangi xác minh với VOA rằng họ đã nhận được trích xuất camera tại hiện trường do Đại sứ quán Việt Nam cung cấp. Hiện công tác điều tra đang được tiến hành trong lúc chờ các kết quả xét nghiệm.
Ông nói hình ảnh từ camera cho thấy sau khi đến đại sứ quán với một người đàn ông được cho là người môi giới, bà Mai đã tỏ ra tức giận với người ở bên trong đại sứ quán và sau đó rút dao tự sát. Bởi vì mọi người chạy toán loạn nên tôi chưa thể xác định được bà ấy giận dữ với ai. Bà ấy đến đại sứ quán với người môi giới. Tôi chưa biết người đàn ông này là ai. Hiện tôi đang tìm hiểu xem bà ấy nói gì với người môi giới này trước khi tự sát. Thanh tra Bin Alang cho biết thêm rằng người môi giới hiện đã bỏ trốn và bà Mai có vẻ như đang gặp trục trặc với visa để về nước. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 3 tháng 4 nói bà Mai có biểu hiện bất thường, đập bàn la hét rồi sau đó tự sát tại đại sứ quán. Và sự việc xảy ra quá đột ngột nên không kịp can thiệp. Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao đã gửi thư chia buồn với gia đình bà Mai và hướng dẫn các thủ tục cần thiết để giải quyết hậu sự, theo lời phát ngôn viên của Bộ hôm 5 tháng 4. Một nguồn tin từ Malaysia xác nhận với VOA rằng thi thể của bà Mai đã được đưa về Việt Nam. Malaysia là một trong những điểm đến trong khu vực của nhiều lao động Việt Nam. Rất nhiều người trong số này sang Malaysia theo dạng du lịch, sau đó ở lại để làm việc chui nên thường xuyên phải đối diện với những bất an vì bị cảnh sát truy bắt. Chính vì vậy, khi về nước, họ phải đến Đại sứ quán Việt Nam để làm giấy tờ thông hành. Mỹ, EU vừa lên tiếng phản đối bản án đối với các nhà hoạt động trong Hội Anh Em Dân Chủ, kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho các tù nhân ngay lập tức. 6 nhà hoạt động của tổ chức xã hội dân sự này, trong đó có luật sư nhân quyền Nguyễn Văn Đài, hôm 5 tháng 4 đã bị tuyên án tổng cộng lên tới 66 năm tù về tội âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân. Trong một thông cáo ngày 5 tháng 4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nói, Mỹ quan ngại sâu sắc trước những nỗ lực của chính phủ Việt Nam nhằm hạn chế những quyền này, thông qua xu hướng gia tăng các vụ bắt giữ, kết án và những bản án hà khắc đối với các nhà hoạt động ôn hòa. Mỹ kêu gọi Việt Nam thả tất cả tù nhân lương tâm ngay lập tức và cho phép tất cả cá nhân ở Việt Nam tự do bày tỏ quan điểm của họ và tụ họp một cách ôn hòa mà không lo sợ bị trừng phạt. Người phát ngôn của đại diện cấp cao về chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu hôm 5 tháng 4 cũng ra tuyên bố rằng việc tuyên án đối với 6 nhà hoạt động dân chủ này là một phần của sự áp dụng rộng rãi các điều khoản về an ninh quốc gia của Bộ Luật Hình sự, tiếp tục là xu hướng tiêu cực trong việc truy tố và kết án các nhà hoạt động nhân quyền và các blogger ở Việt Nam. Hôm 5 tháng 4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nói rằng ở Việt Nam không có cái gọi là tù nhân lương tâm, không có việc những người vì tự do bày tỏ chính kiến mà bị bắt giữ.